tiệt đây, thầy chiên tiệt đây. Mà tất nên mình đứng nhằm thầy chiên mà rong tiệt lục ơi. Để mình lo chiêng. Anh ở nhà mang cái tiệt đây hả? Anh mạng giấy nó cho xây xả nào. Nó miên mộc mà xô tiệt. Anh ở đây chơi nhưng mang tiệt này này. Đứa mạng giấy đó. Cho chất thả của bông mua mã xuân đá anh đá anh đá anh đá. Thôi nhé, ở ngay nó mình đứng phê nè phật tục ấy. Xăm chất mong. Chẳng ta bằng chăng gì mới quát nữa. Ở ta hai mắt đang ta chua khăn mà. Đại miên biện bổ sạp đến mai kê mấy sao. Lỗ một ngày stress chăng chua đấy nè. Chẳng đang là si super tia đấy anh ơi. Miến mơ mây mơ cay hả? Mà nâng tầm cho tia. Mà tầm tóc xoắn nâng á. Mà nữ đang chi lỏng bánh khơi. Mặt khẽ nhau mà kia tầm to tia. Mà nâng ơi, hướng chơi chi hướng bọc kê. Hướng dương chi hướng mà dương. Đâm bạc bảo đám hả? Mà chăng khơi hả? Mà mẹ chụp khang chi mơ thôi. Cái anh giấy đám sắc ấy. Hay tự khói xin mấy cái anh giấy nâng kéo ơi như si bay mến. Nâng ơi, chăm mớt, thơm mai kê với mặt đầu. Bà mãi khai cho mắt kê, mãi khai cho mắt thấy. Nhâm thoảm vô ấy, tên đắng thơm mấy thấu chất quát đi. Chứ mới nhâm tợi bắt phải một quát của mãi quát hát chất cho mối nhâm tiền. Chứ ngon đây là ôm che hát xa, đá. Đại mà xưa con tha còn anh cạt ấy, mấy bắn tới chỉnh chân. Khinh mai kê dốc chất tóc đạm mùi con em lăng ở lùi. Mai anh vinh ấy mà mặn mặt trong trái chất. Thôi cuốn anh chỉ vật ra. Khóm lên ba này thôi khăn mỏ.
ហើយថ្មីបើកថ្មីបើកឥឡូវខ្ញុំមានគ្រួសារតូចមួយឯងគ្រប់យ៉ាងដូចជាមិនអីឯងតែខ្វល់ចិត្តទៅរឿងកូននឹងហ្មងពីមុនខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើម៉ែគេអត់ដឹងថាម៉េចបានម៉ែចេះតែជេរកូនរាល់ថ្ងៃអត់ចេះហត់ដល់ពេលមានកូនខ្លួនឯងឥឡូវបានដឹងម៉ែជេរមកពីម៉ែស្រឡាញ់ហួសហែងមិនដឹងថាពេលនឹងម៉ាក់ខំចិត្តប៉ុណ្ណាឯងខ្ញុំថាឲ្យគាត់ហត់ចេញពីផ្ទះមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនដែលសួររកគាត់សុំបីតែម្ដងខ្ញុំច្បូកច្បល់ផងអីផងមិនដឹងថាគួរនិយាយម៉េចទេពេលជួបម៉ាក់តែខ្ញុំនៅតែសម្រេចចិត្តទៅជួបគាត់ដល់ដែរនិយាយទៅឈប់តាក់តងគ្នាតាមពីទីផ្ទះនឹងមកគាត់អត់ដែរបានត្រឡប់មកវិញនឹងវិញទេបងអត់ផងមានរឿងអីអត់បងសារីខ្ញុំកុំស្រីគាត់ម៉ែម៉ែម៉ែខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនខ្ញុំដឹងពេលខ្លះខ្ញុំមិនញះធ្វើមិនអត់តែឈ្នះម៉ាក់តែឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយថាម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំឈប់ធ្វើឲ្យម៉ាក់ខំចិត្តទៀតហើយក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធចំពោះម្ដាយជាមួយទឹកបរិសុទ្ធអង្គរពូរ៉ូ